Hello, chào bạn, tất cả các bạn đã quay trở lại với channel mình, channel Voi Tặc Jimmy. Rồi, như thường lệ thì quảng cáo sẽ hiển thị thứ 10 cũng như phút thứ 5 và phút thứ 10. Các bạn nhớ kích vào ủng hộ cho mình nha. Hôm nay là cuối tuần rồi cho nên các bạn nhớ phải ủng hộ mình nhiệt tình á. Cũng như là clip tiếp theo ngày hôm nay thì mình sẽ làm về One Piece Online. Game One Piece vừa gần đây mình mới làm khoảng 2 cái thôi mà mình cảm thấy các bạn cũng rất là thích, các bạn cũng rất là ủng hộ mình cho nên hôm nay mình sẽ từ giờ về sau mình sẽ chơi thêm One Piece Online nữa. Nếu các bạn thích thì mình sẽ làm. Các bạn thích game gì thì mình làm thôi. Đây, One Piece Online nó vừa đăng cái ảnh của Vua Bóng Tối nè bạn. Đây là một thanh niên cosplay Vua Bóng Tối mà nhìn cũng rất là giống y chang luôn nha. Vậy đấy. Rồi giờ mình sẽ vào nha. Hôm qua mình vừa nhận Koye Shinji xong, không biết hôm nay nó có cho Koye gì không ta. Mình cũng chưa vô thử nữa. Các bạn coi có Koye gì mới không? Hôm nay nó tặng gì mới không? Hôm qua có một số bạn chỉ biết kiếp cho mình hội đàm tướng. Rồi, đây là màn hình game của mình. Hiện tại mình chỉ mới cấp 12 thôi. Đặt âm thanh đi nha. Hiện tại mình cấp 12 thôi. Mình đang ráng lên 20 để mình mở một cái trận hình mới. Rồi ok, mình chỉnh lại trận hình đó. Rồi đây. Hiện tại đồng đội của mình thì chỉ có nhân vật chính Shinji. Ai hai thằng này là ai với Shinji là mình nhận từ Goje nè. Với lại Yoro mình chưa mở được. Với lại Nico Robin. Rồi ok. Còn nói về đây, hôm qua có một bạn chỉ mình đó là dùng cái gì ta, dùng mình như là dùng gieo dạy trăm triệu, dùng cái này là sẽ được một con tướng nè. Giờ mình sẽ thử một phát nha. Rồi mong là sẽ được một con gì đó. Con gì đây? Ui, Tatsugi. Vậy là dính Tatsugi rồi phải không ta? Đó, dính rồi, dính chắc chắn rồi. Dạy trăm triệu rồi chắc chắn phải dính rồi. Rồi Tatsugi, vậy là mình được Tatsugi nữa bạn. Rồi ok, mình sẽ mang Tatsugi vào trận hình luôn đi. Chưa test thử mà. Đâu Tatsugi đâu mất tiêu rồi. Ủa, đâu mất tiêu rồi bạn? Nó bị chặt ô rồi sao mà không có gì hết vậy? Đây. À, cái này do túi phải không ta? À, vậy là do cái này bị chặt đúng không? Làm sao để mở? Thôi, thua. Bị dính gì luôn rồi. Thôi, cứ kệ đi. Tới giờ tính tiếp. Đấy, hôm nay mình sẽ bắt đầu tiếp với clip. Mặc dù là hôm nay giọng của mình nó bị khàn rồi. Nhưng mà mình vẫn sẽ cố gắng. Không có đầu hàng được cái sự ngu ngơ này được. Mình vẫn sẽ cố gắng làm clip cho bạn xem nha. Và các bạn nhớ phải ủng hộ mình nhiều ấy. Nhớ kích quảng cáo ở mỗi clip đầy đủ cho mình. Hôm nay là cuối tuần rồi. À, cũng trước tiên mình gửi lời chúc đến bạn một ngày cuối tuần tuyệt vời luôn nha. Có đi đâu chơi thì nhớ đi chơi thật là vui vẻ tuyệt vời luôn nha. Và khi mà xem clip mình rồi thì nhớ phải ủng hộ mình. Rồi, lần này mình đánh với đôi Flamingo nè các bạn. Đấy. Ui, đôi Flamingo à. Cho mày đi về đâu luôn nha. Ui, mấy thằng hải quân đi đâu vậy? Mấy em là con mồi của anh. Đấy. Ngon đấy, ngon đấy, ngon đấy. Ui giời, làm gì được. Ui, Shinji đã ghê lắm các bạn. Mình thấy game này cũng khá là hay, nó cũng giống như là một thể loại game online cũng rất là hay. Đấy. Mặc dù là những cái con tướng nhìn thấy nó xấu, nó không có đẹp lắm nhưng mà đồ họa mình cảm thấy rất là đẹp. Ui, thanh niên kia có cái bình gì sau lưng bánh xác luôn rồi. Mới vào chưa làm gì được. Đây là thằng hắc cước của đâu phải. Mình cứ tưởng thằng bên kia. Đây là Moria nữa bạn. Moria mặc thù lầu làm gì được. Ui, thanh niên. Ôi, có người chạy về sao mà thằng ai bắn kìa. À, chết rồi, hên quá ai ơi. Nhờ nó dùng chiêu bắn viên lửa lên thành kia chết rồi. Còn con Moria này thì dùng cái chiêu gì đó bạn ơi. Bắt bóng hay sao mà nhục ra mấy con thằng lằn vậy nè. Mấy thanh niên kia mày đâu đây? Để anh em chuồn về nhanh lên. Nó đi về đằng kia. Rồi, một đứa về lá cờ rồi. Mình có cảm giác không ổn rồi đó. Ui, mấy thanh niên này nó bạo loạn quá. Bắn nó tập trung đừng có cho nó vô lá cờ mình là thua ấy. Mày đâu? Mày lên nhà nhép đi đâu? Mày tưởng mày thoát tao vô chỗ lá cờ không? Mày giết đậu phòng đứng nhìn mấy thằng Shinji ngu người này. Đấy, còn mấy đứa nữa kia. Đây là ui đâu Flamingo ra luôn rồi kìa. Đậm dục thì kêu, dục thì kêu gió lành. Rồi ok, tụi nó gần chết rồi đấy. Giết cái thằng ủa Moria chết hả? Nãy giờ thằng Kuma nó ra mình không hay biết gì luôn. Nãy giờ chết gần hết rồi, thằng giờ là thằng Kuma với thằng đôi Flamingo. Rồi, Kuma chết luôn rồi. Giờ tới lượt đôi Flamingo nha. Ui, lên cấp 15 rồi mình sẽ học được chiêu mới rồi, cố lên. Hôm nay giờ đang 12 rồi. Clip này ráng lên 15 luôn nha. Thằng đôi Flamingo nó chả chiêu vậy ho hết nha. Cứ đứng xoay. Phun tơ sao á. Rồi, thắng lại liền, sao mà thua được. Mình mới cường hóa hôm qua sao rất là mạnh. Rồi, lấy cái nào ngon chút coi. Đó, 750 cũng được rồi, không cần nhiều. Rồi, được một số thẻ, cái này là thẻ gì nữa. Rồi, gì, ra khơi hả? Vượt ngục đáy biển, tìm bảo tàng.
Rồi được vàng rồi đó bạn. Được 8.000 berry. Rồi ok. Để mình coi ra khơi có gì không. Ra khơi chỗ này là được cái gì. Tăng cấp là được cái gì không. Lên cấp thì được gì không. Mình chả thấy được cái gì. Thôi rồi Aoki à. Rồi chiến luôn nha. Giờ luôn ngại gì Aoki là cái thá. Ui đừng đây mình đánh với ba đô đốc nha. Thôi thôi thôi. Không ổn rồi. Tốt nhất mình nên đi xa xa chỗ này ra bạn ơi. Nó không là, là tụi nó tới chỗ lá cờ mình là mình thua á. Rồi đi xa xa ra là phương án rất là tốt cho mình. Giết nó hay lắm. Mấy thằng lính nhảy nhép này giờ nó cũng trâu chó cái thiệt á, đánh hoài cũng chết. Ui mày, tụi mày ra càng nhiều tao càng đánh đã là cái gì. Đi đâu hai mày không có được đi đâu hết á. Nó đó một thanh niên kia nó chạy các bạn. Ui giời, ai mà mình tha cho á. Mày đi đâu. Đây 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 đây. Rồi mày là những đứa vô danh tiểu tốt. Rồi thằng Basita ra rồi kìa. Đây là cu đen các bạn. Các bạn nên lưu ý đây chính là cu đen. Ui giời lính đông quá các bạn ơi. Mình đánh không thể nào mà xẻ được. Đến nay thì làm sao mà win. Thôi thôi mấy thằng kia đừng đi đâu đó. Đấy Senji nó đâu có tha cho mình đâu mà đi. Ui giời cú đá lúng đất luôn. Senji có tuyệt chiêu nọ sao là cú đá sập đất luôn. Ôi thanh niên kia nó bay xa ghê các bạn ơi. Quay đi đâu nhóc con. Rồi cho nó luôn đi. Lỡ rồi. Đi đi xa quá rồi. Ui sao lại ra thêm một thằng cú đen nữa thế này. Đánh hoài không chết mà còn ra thêm nữa. Rồi một số đứa mình cảm thấy có một số đứa nó chiếm lá cờ mình rồi. Nhưng mà thôi phải thông cảm thôi, thời gian có hạn. Dưới đây dưới lẹ đây mình cảm thấy hình như bên bên nó còn rất là nhiều ấy. Đây mới thằng cu đen thứ hai thôi, thằng Basita thứ hai thôi. Cầu quá. Ui ba thằng kia đi rồi kìa. Thôi mình. Ui ơi Kuzan, Aoki ra rồi kìa, Aoki ra rồi kìa. Rồi mày 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 bước ra đây tao cho mày ăn chiêu nọ. Ăn chiêu nọ đây con. Ui sao cảm thấy không xin về vậy. Ui thằng Kuzan đi đâu vậy. Sao mày hôm nay đánh với tao mà đi đâu vậy. Chào quá bạn ơi. Hình như mình thua quá. Mình sợ mình thua quá. Rồi nó đóng băng kìa. Khiêu chiến thất bại. Đáng lòng. Thôi mình sẽ cường quá nha các bạn. Cường quá cho nó mạnh. Cường quá. Cường quá. Cường quá. Cường quá. Cường. Hết rồi. Hết số lần cường quá rồi. Rồi 10 lần. Đâu đâu để mình cường quá cho mấy nhân vật khác đây. Không được hả ta. Cường hóa cho mình nhân vật chính rồi hả ta. Rồi vậy là không được rồi. Rồi cường hóa nhiêu đó được rồi. Hôm nay biết đâu giờ chắc win rồi đó. Dạo lại nha. Trả thù trả thù. Không 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 win thì mình cường quá là được thôi. Mà thằng là Sanji mới cấp 4 rồi trời. Ui hèn chi yếu. Rồi tiếp. Đấy chào rồi đó các bạn ơi. Mình cảm thấy mạnh hơn rồi đấy. Ui giờ bắn mạnh như Sine rồi. Lão 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 lão. Rồi còn mấy cái đứa nhãi nhép này thì không có làm được mình đâu mà nói thiệt gãy ngứa thôi. Ok mày ra đây hồi nãy mình thua hai cái thằng đây đây thằng đây là thằng cu đen hồi nãy nè. Thằng cu đen này là cu đen một tí nữa thằng cu đen hai đó đó mạnh rồi bạn ơi. Mình đam nó bắt đầu thấm rồi đó. Thằng này đâu đâu không đánh với tao không lo đánh mày đi đi đi, đi mua bánh hả bánh trái tí để mua ăn giờ lo đánh nhau đi. Đây thằng Basita sắp chết kìa bạn thấy chưa. Mình cảm thấy mình mạnh hơn rồi đó. Rồi bạch sát một em cu đen thì về với thế giới đen của em đi. Thằng kia đâu thằng Basita thứ hai đâu ra đây luôn tao thử một lần thể luôn cho nó khỏe. Đây này mày cứ đi đi mày cứ lon ton mày ra đây mày cứ chậm rãi thôi mày ra đây. Rồi cái ngứa gì mà đây là Basita bx không nhá bạn bx mà còn không không nữa. Mày đâu mày đi đâu con hải quân kia. Tao nói đánh nhau với tao mày phải tập trung ở đây tập trung chuyên môn không quên là tập trung ở ngoài là. Rồi con kia mày cũng đi đâu tao ở đây nè. Đấy mày đi đâu. Ui xưa, mày đi đâu tao chặn đường rồi. Ui sao đông dữ trời. Ừ, khá đông nha bạn. Rồi Basita sắp chết rồi. Rồi cho banh xác luôn đây chứ còn sao mà sống nổi. Đấy nằm xa lai liền. Rồi giờ mình giết mấy ngoại hải quân này nữa là ok đó. Cho Aoki ra luôn đi. Đây 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 mày mày Aoki đúng không. Ăn một chiêu của tao nè. Ủa sao mình chả thấy chiêu thức gì nữa đây. Mình không biết là. Ui thanh niên Aoki này chơi chiêu gì mảnh vãi. Chơi chiêu liên hoàn băng rớt hay sao đó. Rồi chết. Quay tập trung về giết Aoki nè. Senji mày đâu vậy. Lo mà tập trung đánh này đi. Ui con tám gì hình như là bị chiếm à còn mình mày thôi nhau. Ok chúc mừng nha. Lính người mày đã bị tao làm tan rã. Ui nó có tuyệt chiêu gì đẹp các bạn ơi gọi là mưa sao băng hay sao á. Rồi win yeah cuối cùng cũng win. Bây giờ các bạn cường quá xong là nó sẽ mạnh hơn rất là nhiều ấy. Mình sẽ luôn nhớ cường quá nhưng mà không biết sao không có cường quá nhân vật chờ nhân vật kia chỉ có cường quá cho nhân vật chính thôi hả ta.
không có cần hóa cho đồng đội của chúng ta ha. Cố gắng cố gắng cố gắng. Ui Akenu kìa, rồi đánh với Grab hả? Rồi cứ từ từ đi, chưa mở được cái này nữa ta. Mở để mình cho ta Sigi vô chứ nó bị chập túi rồi. À mở nè, mở nè, cần berry 2000. À cái ngứa chứ làm gì. Rồi để mình đường ta Sigi này về lại đó, chưa mở. Ủa gì đây, sao không đưa được ta? Ủa cần cần thời gian chờ nè các bạn, mình chả hiểu gì hết. Đưa nó vô đây coi. Được, kêu mỏ cần gì á, berry tốn hai cái này hả? Kỳ các bạn, sao mình chịu mộ không được? Hồi nãy nó bị chật túi, giờ mình làm rộng túi nè. Đây. Rồi thôi đó. Rồi kệ đi, giờ mình thử chiêu mộ thêm con nữa coi. Rồi, kiếm con nào mới đi. Yoro. À Yoro mình có rồi mà. Vãi ra Yoro nữa làm gì? Đây, Yoro, Yoro này Yoro tím luôn rồi các bạn. Ủa mà sao chuyện nó bị dính dưới đây vậy các bạn? Mình không hiểu nha. Sao mình chiêu mộ xong cái này bị văng xuống đây rồi vậy, sao chiêu mộ? Mà chiêu mộ cần tốn cái này nữa nè, mà mình không có làm sao chiêu mộ? Ui thế thì thua. Này chiêu giải đấu trường nên mình trái hiếu gì cả. Đây, Yoro tím mình đang có ở đây. Ui Yoro này cấp mấy? Mình cảm thấy là nó mạnh hơn ấy. Ít bữa mình sẽ mang vào. Rồi bây giờ mình đánh thêm trận rồi đã. Đánh ông Grab nha. Dạ yeah. Làm thêm trận nữa rồi mình nghỉ nè. Ui giời, lại là thanh niên hải quân này, lúc nào anh ấy cũng cầm súng yên ngang, nhưng mà thật ra vào gãy ngứa cho mình thôi. Đấy, bắn liên hoàn này ai chịu nổi. Bye bye rồi mấy em, anh khuyên mấy em là từ nay đừng có ra nữa, ra mấy em boss chính luôn đây, đánh cho nó khỏe, mấy em đỡ tốn công tốn sức. Gì có ai muốn vô bang không hả? Mình muốn vô bang nè để mình chat với bạn. Ôi đâu rồi? Đây 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 đây, mình chat gửi thư. Đây đây, ủa đâu, làm sao để gửi ta? Sao chép gửi thư xin gia nhập, xin gia nhập đi. Rồi xin gia nhập rồi đó. Ủa thanh niên kia mày đi đâu, mày đánh với tao mà mày đi đâu vậy? Đây 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 đây, nhân vật chính của mình không thể nào tha thứ cho hành vi được. Đi nhanh lên giùm cái, mày đi rè rè vậy. Rồi dắt đó, tập trung tập trung tập trung vô. Rồi đó, mấy thanh niên này chơi hại, chơi mà chơi bỏ bê nhà cửa này, đang đánh nhau đi 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 chiếm lắc cờ của mình, chơi khôn lắm cơ. Mình không thể nào để hành vi nó xảy ra được. Ui giời, mấy đứa này ra làm gì trời, mình cảm thấy mấy đứa này khá yếu đuối. Đây đây đây, thanh niên Kizaru đây rồi. Kizaru khỉ vàng, khỉ vàng rồi, mình sẽ cho nó về núi luôn chứ khỉ vàng gì đó 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 đó. Ui tuyệt chiêu đẹp các bạn ơi, tuyệt chiêu con Kizaru này có vẻ đẹp, con đá ra nó sáng rồi này nọ vậy đấy. Gì cờ hải tặc hả? Thôi kệ đi, một hai con xin nghe gì, còn chín cái nữa mà, còn chín con vô nữa là mình sẽ thua. Nó có ký hiệu như này nữa bạn, số 9 đấy, nếu mà 9 con vô nữa là mình sẽ thua ấy. Trời ơi mấy đứa này nó chơi đánh nhau không lo đánh, đi nhông nhông hả mày, đánh chứ tao không lo đánh. Rồi ông Grab ông ra kìa, Grab hả mày. Rồi mình nhích xe rồi, ông máu đừng xíu. Ui cố gắng đấy, giấc mấy thằng lính nhảy nhép này chứ đã. Rồi tập trung sang giết ông kia Zaro chứ cái đạn nè. Thì nè tụi bay đi qua đây giết ông kia Zaro nè, ông sắp hết máu rồi, cứ để ông đứng này, ông cày quét đội hình của mình. Ui giời, gãy ngứa chứ làm gì được mà. Chết rồi, kia Zaro đã được tiễn mình về, tiễn về núi rồi, khỉ vàng thành khỉ nướng rồi. Rồi ông Grab là cái gì? Monkey Grab cũng là Monkey là khỉ đúng không? Cho về núi luôn đi. Ai vô bang tôi BM, tôi nè, mình vô nè, mình vô đó. Thanh niên loa, niên loa. Ui Akenu nữa bạn. Rồi ok, giờ là nhiệm vụ mình đã hoàn thành rồi. Các bạn nào có đặt khơi nữa hả? Ui lại tìm được bảo tàng quá phê. Bạn nào thắc mắc biết được cái giải đáp này và giải đáp cho mình nha. Đây cái giải đáp của mình là cái trong tử quán nè, sao chị em hai đồng đội này bị dính ở đây vậy các bạn? Sổ tay là cái gì? Kung Fu hả? Wow, quá trời đứa luôn. Đây là những cái đồng đội hay sao á? Đồng đội tím. Đây, đã thu thập hoàn thành. Yoro này chưa thu thập.
rồi à, có tất cả những con tướng trong đây, các bạn có thể vào sau. Ui, tướng đỏ là mạnh hơn, còn tướng vàng là mạnh nhất hay sao á? Đúng rồi, mình nghĩ là như vậy. Đúng rồi, đồng đội xanh là yếu nhất nè, sau đó tím, đỏ và vàng. Ui, rồi đấy. Đây, gì? Này chả biết luôn. Thôi, ít bớt, nếu rảnh mình sẽ làm clip sau những cái đồng đội này nha. Còn bây giờ thì mình kết thúc clip ở đây. Mong là hôm nay cuối tuần thì sáng giờ những clip của mình các bạn giải trí nhé. Rồi, hôm nay các bạn thông cảm mình nhé, giọng mình có vấn đề, mình sẽ nói ít lại. Rồi, ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip mình, nhớ xem, nhớ subscribe kênh và kích vào bảng cáo đầy đủ cho mình nha. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều.